Hello các bạn, một tuần mới vừa qua và chúng ta lại đến với bản tin Yoni News số thứ 16. <laughs> <laughs> tin đầu tiên, câu iPhone từ dưới kênh lên bằng 500 và một phần cảm ơn công nghệ sạc MagSafe. Vào thứ bảy tuần trước thì ngày 30 tháng 5, một người đàn ông đã vứt thành công chiếc iPhone 12 Pro của mình khỏi một con kênh ở Đức. Cụ thể thì sau những nỗ lực lội xuống lớp bùn sâu 1 mét để tìm vớt chiếc iPhone của mình không thành thì người đàn ông này đã gắn một cục 500 vào sợi dây câu và thả xuống cái vị trí ban đầu chiếc iPhone rơi á. Kết quả thì đã thành công rồi các bạn ạ. Phải cảm ơn bề mặt từ tính nơi mà được sử dụng để sạc iPhone bằng công nghệ MagSafe mà đã không chỉ có một chủ nhân trên thế giới tìm lại được chiếc iPhone của chính mình. Sau này thì iPhone của mình mà có rơi xuống cống ấy thì mình cũng biết đường tìm rồi nha các bạn. Tuy nhiên, theo một cái nghiên cứu được công bố mới đây của tạp chí Nhịp Tim thì chính cái từ trường sinh ra tại nơi sạc mát xếp có thể gây ra ảnh hưởng đến các thiết bị điện tử xung quanh ví dụ như là máy trợ tim nên là ai mà dùng máy trợ tim thì hãy cân nhắc. Nói chung là các bạn có thể tham khảo giá tại Di động Việt có mức giá và ưu đãi cực kỳ hấp dẫn. Hàng tháng đều có chương trình sale luôn bởi vì mình ngày nào cũng vào Di động Việt để khảo giá mà iPhone 12 mình đang cầm ở trên tay thì có mức giá khoảng từ 19 đến 20 triệu thôi Đặc biệt là có trả góp nữa, link mình để mô tả chi tiết phía dưới nhé Ok, đến với tin thứ hai thì Xiaomi đã trình diện công nghệ sạc siêu nhanh HyperTrack 200W Sạc đầy 4000mAh bây giờ chỉ trong vòng có 8 phút thôi. Và theo công bố của Xiaomi thì công nghệ HyperCharge hiện đang là công nghệ sạc nhanh nhất hiện nay, từng được áp dụng cho smartphone. Và với HyperCharge thì người dùng có thể sạc được 10% đầu tiên chỉ trong vòng mươi 44 giây thôi mọi người ạ. 50% trong vòng bao nhiêu phút và 100% chỉ trong vòng là có 8 phút thôi. Dự kiến thì công nghệ sạc siêu nhanh HyperCharge này À, có thể sẽ sớm được trang bị trên chiếc điện thoại là Mimic 4 sắp được ra mắt của Xiaomi. Thực sự thì với công nghệ sạc nhanh này thì mình thấy quả đáng kinh ngạc Đúng là dùng smartphone Android mình thấy thích nhất là cái khoản mà pin trâu dùng đã lâu rồi mà sạc pin thì còn nhanh nữa Và nhân cái sự kiện này thì trong group vật vờ cũng đã nảy ra một cuộc bàn luận rất là sôi nổi khi có một bạn trích cái dẫn video của Relap à, Về vấn đề này kèm theo một cái lời than kiểu là con nhà người ta đã có sạc 200W rồi, Apple ơi sao vẫn mãi sạc 20W thế này Và bài post này thì mình thấy thu hút được rất nhiều những cái ý kiến trái chiều và bình luận thú vị Một trong những top comment của anh Nguyễn Sơn Dâu cho rằng iPhone có rất nhiều điểm vượt trội nên là các nhà sản xuất khác phải tập trung PA vào những điểm mà iPhone không mạnh hoặc là không cần chứ nếu đặt lên một bàn cân sòng phẳng thì nó lại không vui và khá nhiều iPhone cũng đồng tình với việc iPhone không cần thiết chạy theo những cái tính năng này còn ý kiến của các bạn thì sao hãy comment chia sẻ ý kiến phía dưới nhé và nếu như các bạn quan tâm đến những sản phẩm của Xiaomi và uh, Apple như kiểu iPhone ý, thì tham khảo ngay tại di động Việt mình sẽ để sẵn link Mi 11 ở dưới luôn <laughs> Tin thứ ba, Cộng đồng mạng phát cuồng với cả hot girl Sam được cho là trợ lý ảo mới của Samsung. Samantha Samsung hay còn gọi thân mật là Sam là một cái sự sáng tạo của công ty thiết kế Life Farm được cho là hợp tác với Chell, một công ty tiếp thị thuộc sở hữu của Samsung. Mặc dù mới chỉ là đồn đoán và chưa có xác nhận chính thức từ phía Samsung nhưng mà những hình ảnh và gif biểu cảm của cái nhân vật Sam này đã nhanh chóng thu hút được cái sự thích thú từ cộng đồng mạng mọi người ạ. Và đặc biệt là đấng mày dâu. <laughs> Nhưng mà buồn cười nhất là rất nhanh chóng thì các nội dung, các group 18 cộng cũng được tạo ra luôn dựa trên cái nhân vật này Mình có thấy một bài post bàn luận ở group vật vờ cũng chia sẻ đầy luôn Nào là hình ảnh chế về nhân vật này và cả à, NNI á đó. Tin thứ tư AirTag e phải cập nhật để bớt nguy hiểm hơn. Cụ thể thì Apple đã cho ra mắt một bản cập nhật mới cho AirTag e để hạn chế việc phụ kiện này sẽ bị sử dụng cho mục đích là theo dõi người khác. Và nếu như mà trước đây thì một chiếc AirTag e bị thất lạc nó sẽ phát ra tiếng kêu sau 3 ngày nếu nhận thấy đang có chuyển động. Thì từ bây giờ với bản cập nhật mới AirTag e sẽ phát ra tiếng kêu từ 8 cho đến 24 giờ sau khi bị thất lạc. Và Apple sẽ cho ra mắt một cái ứng dụng trên Android vào cuối năm nay để phát hiện AirTag e đối với người dùng không sử dụng iPhone. Ừ, các bạn thấy thế nào? Và nếu như các bạn quan tâm đến e để tìm những cái đồ thất lạc đối với team nạ cá và vàng ấy thì có thể tham khảo ngay tại Di động Việt. Ở đây có các bán cả combo 4 chiếc luôn. Lên mình cũng sẽ để mô tả chi đi phía dưới. <laughs> hết rồi. Và bản tin cho New news số thứ 16 đến đây là hết. Mình đã nhận ra những cái tin mà nó khá là thú vị, rồi là nó gấn, nó hot trong tuần vừa qua. Còn tuần mới có những gì thì chúng ta hãy cùng chờ đón cho New news tuần sau nhé. Còn bây giờ thì bye bye. Em ai?